À này, thế ở Mỹ về có biết cái này là cái gì không? Giới thiệu đi. Châu Điên. Châu Điên đấy. Xin giới thiệu mọi người đây là món Châu Điên gác bếp. Có đây có phải là Châu Điên gác bếp không chị? Hả? À Châu Xé chứ không phải Châu Điên à? Cái thằng này nó ở Mỹ về nó không biết gì, nó bảo đây là món Châu Điên. Ngon không? Cho anh ký tương ớt nha. Đùa. Xin chào tất cả quý vị khán giả của Én Bạc TV. Tối hôm nay thì Én Bạc đang có mặt tại Sapa, một thị trấn mờ sương và bây giờ đã trở thành thị xã rồi. Và mọi người có thể nhìn thấy nhà hàng rất là long lanh và lung linh trong làn sương mờ của Sapa. Rất là đông luôn. Và bây giờ thì tôi sẽ đi ăn buổi tối tại đây. Rất là thích mấy thời tiết lờ mờ trong sương. Đi anh em. Đấy, công viên uầy đẹp chưa? Anh Đắc thấy thế nào? Khi mà sương xuống như này buổi tối. Quá đẹp luôn. Tuyệt vời luôn đúng không? Đấy, một... Đây giờ là trung tâm của Sapa. Sapa đây. Một cựu chiến binh già đang đi chơi cùng anh em chúng tôi là đi để vô gia cư. Vô gia cư. Vô gia cư đây tặng cho vô gia cư bông hoa, đẹp chưa? Đấy, hoa đấy. Quá tuyệt vời. Rất đẹp, một cái không gian tại Sapa. Rất là tuyệt vời với cả Sapa khi mà buổi tối mờ sương. Mờ sương như ngại rất đẹp, cực kỳ nên thơ. Khung cảnh của Sapa rất là tự hào, rất tự hào với những khung cảnh đẹp của quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Tây sang đây đi chơi là cứ ngất ngây thôi. Đấy. Quá đẹp luôn anh ạ. Như này. Wow. Những cái cây mận đấy. Cây mận nào. Cây mận già. Đây là bãi đá cổ của Sapa đấy. Như cái chỗ đá này anh. Tất cả cái chỗ này là nó thuộc cái công viên mà nó chính là những cái bãi đá cổ đấy. Còn ở bên trong kia có bãi đá cổ trong bản đấy. Cái này nó có sẵn từ xưa, cái giữ nguyên ở đây. Nó giữ nguyên đấy. Ngày xưa là chợ tình là họ họp ở chỗ những cái chỗ đây này, quanh quanh cái thị trấn đây này. Rất là đẹp. Đây, không biết là... Đấy, buổi tối, đẹp chưa? Nó dạo này bị cấm nhiều thế à? À em? Dạo này bị cấm nhiều thế sao không thấy trẻ con đâu? Không thấy trẻ con đi bán hàng nữa à? Dạo này bị cấm nhiều quá à? À vẫn có à, ít thôi à, chứ không trèo kéo khách là được chứ nhỉ, đúng không? À, đang đi bán gì đấy, bán túi hay bán gì đấy, đang đi bán túi hay gì đấy? Bây giờ xinh gái như thế xinh nè. À đây là đồng bào gì, em là đồng bào gì, à người đồng bào gì, à người mình phải thân thiện chứ, thì quý khách người ta sẽ đến đây, người ta sẽ rất là thích chứ nhỉ. À, đây là gì? À đây chính là giải phóng Sapa. Đây giải phóng huyện Sapa. Sapa vào ngày mùng 3 tháng 11 năm 1950. Đấy. Đây là các chị em đồng bào dân tộc nơi đây. Sinh năm. Tuyệt vời đấy. Một cái khung cảnh rất là lãng mạn tại Sapa. À đây có cả cọng cà phê mở trên này này. Đi đi anh ơi, cọng cà phê mở trên này này. Các em này, các em gái này, các em ấy ngại. Bán đồ. Ngại anh em. Đó, lờ mờ trong sương. À, ở Sapa thì bây giờ có rất là tuyệt vời khi mà các cái du khách mà đến đây ấy thì không bị trèo kéo hay là trẻ con bám theo nữa. Bởi vì là nơi đây chính quyền người ta đã làm rất là chặt cái việc này để đồng bào, một số đồng bào cứ đưa con ra để đi mà trèo kéo khách như thế và người ta bắt được người ta sẽ phạt, làm xấu đến hình ảnh của Sapa.
Nên là bây giờ khi mà tôi hỏi một câu đấy thì các bạn ấy chắc là ngại, nên là các bạn ấy không thân thiện thôi. Chứ bình thường thì đồng bào nơi đây người ta khá là thân thiện và rất là vui. Khung cảnh rất là đẹp. Khung cảnh này mà Thái Nổ ra đây đóng phim cùng thì tuyệt vời luôn. Lượng xương khá là dày đặc. Wow. Anh Đắc ơi, nhìn hoa này, hoa hồng đấy nhá. Những cái đây nụ hoa hồng này, hoa hồng chùm này, từng chùm một đấy, sai chưa? Hoa sai chưa? Nó chưa nở hoa, mắt anh kém đấy à? Không, nó giống, mình nhìn xem kỹ xem là nó hoa hồng mà, giống hoa hồng dây kiểu đấy. Đấy, hoa hồng dây đấy, mà như là nó chưa nở này. Nó chùm chùm đấy. Lặng lẽ 163 rất là đẹp. Tôi rất là tự hào khi quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta có nhiều khung cảnh đẹp mà. Nhờ có công ơn của Bác Hồ và của cách mạng, ngày hôm nay chúng tôi được đi ăn chơi thoải mái như thế này. Rất đẹp luôn. Và những bông hoa, những bông hoa mận đang nở. Đang nở. Trời, quay hướng này nó hơi khó. Đấy, nở này, nở trắng luôn này. Đấy, hoa mận đẹp chưa? Ban ngày sẽ rất là đẹp. Và khá là nhiều các cái du khách đến đây để du lịch, trải nghiệm cuộc sống nơi đây. Một cái thị trấn Sapa giờ đây đã là thị xã rất là sầm uất, được thiên nhiên ban tặng cho, rất là đẹp. Đây chính là nhà hàng Ô Quý Hồ. Ở bên trong này có một bức ảnh của ông bạn rẻ. Đây là một bức ảnh mà khá ấn tượng. Ông bạn người nước ngoài của em. Chắc là ông ấy đã bán cho, ông đã bán bản quyền cho cái nhà hàng này. Rất đẹp luôn. Các cặp đôi thì cứ vác tay nhau đi với nhau, rất là hạnh phúc. Bao nhiêu lâu rồi thì anh Đắc mới trở về Sapa, trở lại Sapa? Gần chục năm rồi. Gần 10 năm, anh thấy Sapa thay đổi nhiều không? Ôi, bây giờ nhìn lên lạ, hôm nay đi cùng phải để các chú gọi là dẫn đường. Lên trước kia cái khu này á, đường nhà cửa nó lục thuộc cơ. Không có gì mấy ấy, đúng không? Mình bây giờ mình không phân biệt được là kia có nhà hay chưa. Cái bãi mà nó như cái hồ ấy. Đi. Đấy. Anh vừa đi ngắm một cựu chiến binh tại chiến trường K. Hôm nay đi chơi cùng anh em chúng tôi, đi chơi cùng với nhau tại Sapa và đi ăn tối. Thay đổi nhiều quá đúng không? Đúng rồi. Rất là thay đổi. Không được đấy đâu. Thông báo của Ủy ban tỉnh Đây, chắc là ngồi ở phố này để xem nào. Ngồi phố nào? Thạch Sơn quán lực xôi ở đâu Phố này hay sao, hay là phố bên kia sẽ rất là đông. Lực xôi bác bây giờ quán ăn lực xôi nhà hàng hay quán ăn check ra một cái ra ngay mà. Và khi lên tới đây thì chúng tôi nghe thấy những cái không gian, chúng tôi nghe thấy những cái âm thanh, tiếng khèn của người đồng bào nơi đây rất là tuyệt vời. Rất đẹp luôn. Phố về đêm, phố Sapa về đêm thì rất là thích. Từ Hà Nội đi lên Sapa thì khoảng 4 tiếng là tới rồi. Rất là đẹp. Những em bé trong xương. Sao mọi người cấm đi bán hàng rồi mà vẫn đi bán hàng à? Đấy. Không sợ à? Không ở nhà đi học à? Thế à? Xinh thế, con là người đồng bào gì? Người gì? Người Hơ Mông. Cô em bé Hơ Mông. Rồi, chú cho con xiền à? Con đi bán hàng đừng trèo kéo khách nhá. Nhớ chưa?
À, đấy, à, mà vẫn còn những cái trường hợp mà các em bé đi đi bán hàng điệu em nhỏ như thế này đi. Thế tại sao không ở nhà? Mẹ bắt đi hả? Sao? À, đây chú cho tiền mua bim nhá. Ok chưa? Rồi thế thôi đi nha, mà như là đi về đi nhá. Đấy. Các em bé, ở đây cũng là màu sắc của Sapa. Đây cũng chính là màu sắc của núi rừng. Thế nhưng là chính quyền thì người ta đã khuyến cáo rồi là không được đưa trẻ con đi để mà làm những cái việc này. Tôi mong rằng là người dân người ta sẽ ý thức hơn. À, người lớn người ta đi bán hàng thì không sao, nhưng trẻ con thì đi bán hàng thì nó sẽ mang một cái tính chất rất là khác. Nó ngay ở đoạn hồ này. Đây Ngũ Chỉ Sơn đây, đúng rồi. Đây này. Đây nó là bên dưới này này. Đi thẳng xuống anh. Không gian quá mù, sương mù dày đặc. Wow, toàn bộ này, trâu bò, úi giời ơi, đỗ đầy đường. Ông ngồi ở đây, có cái gì đâu. Ngồi ngay hồ này. Lạc vào trong sương. Trâu bò gì nhiều này anh. Nhiều trâu bò thế. Cộng sản ấy. Tội cộng sản. À trên kia có một cái ba kìa. Trên kia có một cái ba trên bầu trời. Tuyệt vời đấy. À, skyline à. Hay đó. Ngồi trên đấy chiêu chiêu cũng tuyệt vời. Trời ơi. Sapa. Sapa nơi gặp gỡ đất trời. Đây này, dưới đây này anh này. Nó ở đường hồ mà, đây là hồ mà. Hồ ban ngày đẹp hết đấy. Buổi tối nó sương dày quá không nhìn thấy thôi. Trầm này trời gió trời rét à. Yeah. À, anh có bạn ở dưới kia rồi. Ờ. Nên lên Sapa là cứ ăn đồ nướng này thích này. Ừ, đấy đồ nướng đấy. Anh có bạn ngồi dưới này rồi. Ngồi dưới đây mà. Cái chỗ này bây giờ còn sớm như du lịch chưa trở lại. Trở lại chỗ này ngồi đông lắm anh ạ. Đông nghịt. Trâu bò đỗ hàng dài như này. Kia kìa. Con trâu của Thái Béo kìa. Khách sạn Phương Bắc. Khách sạn Sạn Sao Phương Bắc. Đây có dịch vụ xe điện, đi cũng tiện. Xe của Thái này á. Đây này. Đấy. Đây này hay ngồi đây, đúng rồi. Đấy. Kia kìa. Đây rồi. Đồ nướng này. Ngồi là hôm trước em hay ngồi đây mà. Đây toàn bộ đây đồ nướng này mọi người. Lên với Sapa. Trong kìa, anh đang ngồi trong này. Lên Sapa là phải ngồi ăn đồ nướng. Cơm lam này, ngô này. Rất là ngon luôn. Khá là đông các bạn trẻ đến đây để ngồi ăn uống tại đây. Chào anh nhá. Tốt. Rất là đáng yêu. Quá tuyệt vời. Món giả cầy rất là ngon. Tuyệt vời luôn. Rất đông luôn các bạn à, thanh niên à. Đấy,
quán này nó gần ở chỗ chuyên đồ nướng em biết. Và đây chính là món thắng cố. Thắng cố ở nơi đây rất là đặc biệt. Ngon quá. Thế cảm thấy mấy tháng không lên Sapa thấy thế nào? Thay đổi từng ngày, vì Sapa từ thị trấn mà lên thị xã thì thay đổi từng ngày. Lên thị xã đầu tư nhiều hơn đúng không? Thay đổi khác hơn. Rất tốt, rất tuyệt. Sapa là quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời đúng không? Của rất nhiều. À này, thế ở Mỹ về có biết cái này là cái gì không? Giới thiệu đi. Châu Điên. Đấy, Châu Điên đấy. Xin giới thiệu mọi người đây là món châu điên gác bếp. Có đây có phải là châu điên gác bếp không chị? Hả? À châu xé chứ không phải châu điên à? Cái thằng này nó ở Mỹ về nó không biết gì, nó bảo đây là món châu điên. Ngon không? Cho anh ký tương ớt nha. Đùa. Thế. Cảm ơn bà chủ rất nhiều. Thế nào? Thấy ngon không? Tuyệt vời chứ. Bảo với em là anh đi chợ. Rồi anh đỗ xe bên đường, anh kéo cửa xuống thì không biết là có phải ông chủ không, nhưng mà có nghĩa là ông sang ông ấy rất ngon. Chào. Tôi cũng rất là xúc động, cảm kích và rất là trọng. Thế là tôi bỏ sang để vào thử thức đẳng nhá. Lỡ đi chợ mua đồ rồi. Quá tuyệt vời luôn. Anh thử cái món này xem nào. Xé, châu gác bếp. Tời phết đấy. Thử ấy, anh thử đi xem nào. Quán đi. Thử đi cảm nhận. Ngày xưa đánh chiến trường ca làm gì có cái món này ăn đâu nhỉ? Vâng, chiến trường ca này lúc nào này anh ấy nói về chiến trường ca bọn anh. Con bò nó vẫn còn dậy. Tối nay nói câu chuyện đấy. Tối nay đàn hát nói câu chuyện. Bây giờ không nói nữa. Bây giờ là anh cảm nhận cái món của Tây Bắc thế nào? Châu thế nào? Cái món Tây Bắc này mà cách đây khoảng độ 10-15 năm về trước ăn thì ngon, nhưng mà bây giờ răng nó kém rồi, ăn nó cũng phải tạm được thôi. Chứ còn các chú ăn sẽ ngon hơn. Đúng rồi, nhai kỹ nó sẽ ngon hơn, chính xác. Đó là răng bác yếu hơn rồi. Đấy. Rất tuyệt vời luôn. Đỏ tươi luôn nhỉ, ngon thế. Hèn ăn thì nhiều rồi, như là vẫn muốn ăn tiếp. Đấy. Ba que lấy đâu ra nhỉ? Nổ nha. Ba que lấy đâu ra nhỉ? Trời ơi. Quá tuyệt vời. Ăn chơi chờ chết này. Ăn chơi chờ chết à? Chết. Đặc biệt đấy.